con chúc tụng Ngài cho buổi sáng tốt lành này. Xin cảm ơn Chúa cho lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và lánh sáng cho đường lối của chúng con. Một Sa chương 10 phần tiếp theo, phần 2, câu 25 đến 27. Samuel tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự. Chép trong một cuốn sách mà người ta để trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn Samuel cho cả dân sự ai về nhà nấy Sauler cũng về nhà mình tại Kibea. Có những người dũng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người. Xong có mấy người phỉ đồ nói rằng, hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi. Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Sauler giả đò không nghe. Chúng ta thấy chế độ quân chủ bắt đầu được thiết lập lần đầu tiên. Samuel dạy họ những hướng dẫn của Đức Chúa Trời cho cả người lãnh đạo, người cai trị và cho cả thần dân có lẽ bằng cách dựa trên phục truyền luật lệ ký chương 17 câu 14 đến 20. Ông giải thích cho mọi người về những cái hoạt động của trong hoàng tộc như thế nào. Rồi Samuel chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va. Có vẻ như cuốn sách này mà Samuel đã viết nó không có trong bất kỳ cuốn sách nào của Kinh Thánh. Điều này không có nghĩa là có điều gì đó bị thiếu trong Kinh Thánh của chúng ta nó chỉ đơn giản có nghĩa là đức chúa trời không muốn cuốn sách này được lưu giữ trong lời đời đời của ngài sauler cũng về nhà ở tại kibia vào thời gian đó không có cung điện hay là thủ đô vì vậy sauler chỉ đơn giản là đi bộ về nhà cùng với những người lãnh đạo tương lai của mình những người đã dũng cảm đi theo ông ta đức chúa trời đã gọi sauler lên làm vua và lãnh đạo quốc gia tuy nhiên đây không phải là điều mà ông có thể tự làm ông cần những người can đảm ở xung quanh mình những người mà được đức chúa trời chạm vào lòng của họ có nhiều người khinh bỉ ông nhưng mà sauler sản giả đò không nghe không phải tất cả israel mọi người đều ủng hộ sauler bởi vì họ trước đây họ chưa bao giờ có vua nên không chắc là họ có thể chọn bất kỳ người nào để cho cả đất nước ngay lập tức ủng hộ được ngay sauler đã phản ứng với điều này một cách khôn ngoan ông đã giữ được hòa khí tại thời điểm này một nhà lãnh đạo không an toàn hoặc không khôn ngoan ấy có thể cảm thấy cần phải dùng uy lực đè bẹp bất kỳ cái đối lập nào hoặc đơn giản là coi họ như kẻ thù. Sauler cũng vậy, vì hiểu rằng ông có thể mất một thời gian để chiến thắng, chinh phục những kẻ nghi ngờ. Tiếng Do Thái ấy, thì cho chúng ta thấy cái câu này nó có nghĩa rằng ấy giả vờ như không nghe, giống như là ông ấy giả vờ điếc nhưng không nghe thấy. Mọi lời nói đã đâm sâu vào trong tâm hồn ông nhưng ông vẫn làm như thể mình bị điếc vậy đó là một sức mạnh to lớn khi một người có thể hành động như thể là mình bị điếc khi bị vu khống trước những lời gièm pha điếc trước những lời nói không có hay ho không thành thật và đối xử với họ như thể là họ chưa có nói ra lời đó chuyển giao từ con người đưa lên cho chúa rồi bỏ đi cùng với chúa của mình và với sự hy vọng rằng sự mong đợi rằng chúa trước hay sau cũng sẽ biện minh cho mình dù sớm hay muộn cơ hội biện minh cho cái sức mạnh và cho khí chất thực sự từ điểm này chúng ta thấy rằng sauler đã bắt đầu với một lời hứa tuyệt vời ông được chúa chọn và được sức giàu ông được đầy dẫy đức thánh linh ông được hỗ trợ bởi những người can đảm những con người tin kính chúa ông nhận được những cái quà tặng phù hợp với nhà vua với hoàng gia ông được hầu hết các quốc gia ủng hộ nhiệt tình được bao quanh bởi những người dũng cảm, can đảm, những người mà tấm lòng của họ đi theo Chúa. Và ông có được sự khôn ngoan lúc đầu này để không coi những người nghi ngờ hoặc là chỉ trích ấy là kẻ thù. Bất chấp tất cả những cái lợi thế tuyệt vời này, Sauler vẫn có thể kết thúc một cách tồi tệ. Và ông phải chọn đi trong những sự thuận lợi mà Chúa ban cho ông. Và chọn không theo con đường riêng của mình. Phần còn lại của sách 1 Samuel cho thấy Sauler giải quyết sự lựa chọn đó như thế nào phần tiếp theo này chúng ta xem xét về thông điệp sự dấy lên và sụp đổ của sauler để thấy mô hình phát triển của người lãnh đạo gọi là phát triển người lãnh đạo như thế nào tất cả chúng ta đều được kêu gọi lãnh đạo dưới một số hình thức nào đó chúng ta được kêu gọi để ảnh hưởng tốt và tin kính đối với những người mà đức chúa trời đã đặt xung quanh chúng ta câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta đạt được điều đó làm thế nào mà chúng ta vươn lên vị trí lãnh đạo theo cách lành mạnh và thiêng liêng cân bằng như trong kinh thánh và được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có ba nguyên tắc lãnh đạo chính mà chúng ta học được từ phân đoạn kinh thánh. Ở đây, ấy, thứ nhất là hãy bắt đầu với Đức Thánh Linh. Nguyên tắc thứ hai là hãy để cho Chúa thực hiện việc nâng mình lên hay là việc quảng bá mình. Thứ ba ấy, là hãy phục vụ khán giả chỉ một người. Ở đây khán giả đó là Chúa. Thứ nhất là hãy bắt đầu với Đức Thánh Linh. Nếu không có Chúa Thánh Linh dẫn dắt ấy, thì không có cái gọi là sự lãnh đạo thuộc linh tại sao chúng ta lại bắt đầu với đức thánh linh có ba lý do mà chúng ta thấy đã được chứng minh cho chúng ta trong phân đoạn kinh thánh này là điều cần thiết ấy là đức thánh linh thay đổi tấm lòng của bạn ở trong câu chín sauler xây lưng lìa khỏi sao nguyên, đức chúa trời bèn đổi lòng người ra khác và các dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy chúng ta chúng ta đã thấy ba dấu hiệu kỳ diệu mà đức chúa trời đã sử dụng để xác nhận sự kêu gọi của ngài đối với cuộc đời của saul và chúng ta biết rằng cả ba điều nó đều ứng nghiệm như Samuel đã nói. Nhưng quan trọng hơn nữa là chúng ta biết rằng khi Sauler rời khỏi Samuel, Đức Chúa Trời đã biến đổi tấm lòng của Sauler thành một người khác. Lý do thứ nhất là bắt đầu với Chúa Thánh Linh là bởi vì Đức Thánh Linh thay đổi tấm lòng của bạn. Tít chương 3 câu 5 đến câu 6 nói rằng không phải Đức Chúa trời cứu vì công việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu chúa chúng ta. Trước khi đến với Đức Christ, lòng chúng ta ngoan cố đối với Đức Chúa trời, cố chấp và không vâng lời. Nhưng khi chúng ta đến với Đức Christ, Đức Thánh Linh đến và rửa tâm lòng của chúng ta được trong sạch. Đây là bước đầu tiên cần thiết trước khi vươn lên lãnh đạo theo cách Đức Chúa trời. Chúa Thánh Linh thay đổi tấm lòng của bạn. Thứ hai, Đức Thánh Linh mang lại sự thay đổi, nhìn thấy được sự thay đổi bên ngoài. Câu 10 đến câu 12 này. Khi Sao Lơ đến Kibea, có một đoàn tiên tri đến đón người, thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người nói tiên tri giữa chúng, khi những kẻ vốn quen biết Sao Lơ trước, thấy người nói tiên tri với các đấng tiên tri thì hỏi nhau rằng, con trai của kích đã xảy ra làm sao? Sao Lơ cũng vào số các tiên tri ư? Có người ở Kibia đáp rằng, mà cha họ là ai? Bởi đó, có câu ngạn ngữ rằng, Sao lơ há cũng vào số các tiên tri ư. Thật khó để nói liệu họ có ngụ ý điều này theo nghĩa tích cực hay là tiêu cực. Chúng ta không biết chắc chắn lắm. Nhưng điều chắc chắn là có yếu tố bất ngờ ở đây. Chúng ta thấy một phản ứng tương tự đối với Chúa Giêsu trong tân ước khi Ngài bắt đầu thực hiện các phép lạ. Dân chúng ngạc nhiên nhìn thấy Chúa Giêsu và nói trong Matthew chương 13 câu 55 có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary, anh em người là Gia Cơ, Joseph, Simon, Judai chăng? Cũng giống như cách dân chúng ngạc nhiên về Sao Lơ và hỏi, con trai của kích đã xảy ra làm sao? Sao Lơ cũng vào số các tiên tri ư. Cha của họ là ai? Hay nói cách khác, ấy, lời tiên tri của họ đến từ đâu? Nguồn soi dẫn của họ là gì? Và tất nhiên, câu trả lời là Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh đến trên Sao Lơ, Đức Thánh Linh đã mang lại sự thay đổi có thể nhìn thấy Đến nỗi điều này đã trở thành một câu ngạn ngữ. Bất cứ khi nào có điều gì lạ lùng hoặc không thể giải thích được mà nó xảy ra ấy, thì người ta sẽ dựa trên câu ngạn ngữ đó mà nói có phải sao lơ cũng ở trong các số tin tri chăng để nhắc lại cái sự việc này. Lạ quá. Tương tự như vậy, khi bạn trở thành cơ đốc nhân, Đức Thiên Linh mang đến sự thay đổi có thể nhìn thấy được ở trong bạn. Chúng ta đọc ở trong Galatia chương 5 câu 22 đến 23. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Bạn đến với Đấng Christ vốn có với mọi tội lỗi và sự bế tắc của mình. Nhưng sau đó thì Đức Thiên Linh bắt đầu thay đổi bạn và bạn trở thành một con người mới. Mọi người sẽ nhận thấy sự khác biệt mà Chúa Thánh Linh mang đến sự thay đổi hữu hình. Phần C. Đức Thánh Linh dẫn bạn đến sự thờ phượng. Câu 13. Tại sao bắt đầu với Chúa Thánh Linh? Là bởi vì Chúa Thánh Linh thay đổi tấm lòng của bạn. Chúa Thiên Linh mang đến sự thay đổi hữu hình và điểm thứ ba đây là Đức Thiên Linh dẫn bạn đến sự thờ phượng. Trong câu 13 nói rằng sau khi Sao Lơ thôi nói tiên tri thì đi lên nơi cao. Nơi cao là nơi thờ phượng và tế lễ. Sao Lơ đã gặp các nhà tiên tri đều từ nơi cao đến. Bây giờ Sao Lơ đi lên nơi cao để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chú Ý su Ngài nói ở trong Giang chương 4 câu 23 đến 24 là nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người thờ phượng trước khi tìm kiếm những người lãnh đạo. Đây là một trích dẫn tuyệt vời của mục sư Colin Smith. Sự thân mật với Đấng Christ có trước hoạt động của Đấng Christ. Nhiều người trong chúng ta nhanh chóng nhào vào các lĩnh vực phục vụ Chúa, nhưng chúng ta không được quên rằng sự thờ phượng luôn được đặt lên hàng đầu. Oswald Sanders đã nói trong một cuốn sách kinh điển của mình là lãnh đạo thuộc linh. Không có gì gọi là lãnh đạo thuộc linh độc lập cả. Một nhà lãnh đạo thực sự ảnh hưởng đến người khác về mặt thuộc linh chỉ bởi vì thánh linh hoạt động bên trong và thông qua ông ở mức độ cao hơn so với những người ông lãnh đạo. Bạn có muốn trung tín với vai trò lãnh đạo trong hội thánh hoặc trong các lĩnh vực khác của cuộc sống không? Vậy thì Chúa Thánh Linh là điều cần thiết. Chúa Thánh Linh thay đổi tấm lòng của bạn. Chúa Thánh Linh mang đến sự thay đổi hữu hình. Chúa Thánh Linh dẫn dắt bạn đến sự thờ phượng. Đó là nguyên tắc lãnh đạo đầu tiên của chúng ta. Mỗi ngày hãy bắt đầu với Chúa Thánh Linh. Nguyên tắc thứ hai, hãy để Chúa thực hiện việc quảng bá hay là việc mà Ngài nâng bạn lên. Nguyên tắc này được nói trong câu 14 đến 24. Nguyên tắc thứ hai là ở đây, hãy để Chúa làm việc thúc đẩy nâng bạn lên đây là một nguyên tắc khó tuân thủ đặc biệt là trong nền văn hóa của chúng ta ai cũng muốn tìm sự mình được nâng lên nâng tầm ảnh hưởng tự quảng cáo cho mình nó là một điều quan trọng và đặc biệt khi chúng ta đang nói về sự lãnh đạo thuộc linh ở trong hội thánh vì vậy là làm thế nào để bạn được đức chúa trời thúc đẩy trong cuộc sống hay là nâng lên trong cuộc sống của bạn khi nói đến vai trò lãnh đạo có một số điều chúng ta học được về điều này từ phân đoạn kinh thánh này phần a là hãy chờ đợi thời điểm của đức chúa trời Trước hết, hãy đợi thời gian của Chúa. Chúng ta thường nóng vội, nhưng Chúa không bao giờ nóng vội. Chúng ta cần học cách chờ đợi. Hãy xem các câu 14 đến 16. Chú Sao Lơ hỏi người và kẻ tôi tớ rằng, hai người đi đâu? Sao Lơ thưa rằng, đi kiếm những lửa cái và vì không gặp được, chúng tôi có cầu vấn Samuel. Chú của Sao Lơ tiếp rằng, xin cháu hãy tỏ cho chú biết điều Samuel đã nói cùng hai người. Sao Lơ thưa cùng chú mình rằng, người đã dạy tỏ cho chúng tôi rằng lừa cái đã tìm được rồi, nhưng Sauler không tỏ gì về điều Samuel đã nói về việc nước. Khi người chú của Sauler hỏi, đã đi đâu vậy? Sauler thành thật trả lời, đang đi tìm lừa. Nhưng khi ông nhắc đến Samuel thì tai người chú như thình lình vẩy lên. Bất cứ ai cũng quan tâm đến những gì mà nhà tiên tri nói. Vì vậy, ông hỏi Sauler những gì Samuel đã nói với Sauler. Một lần nữa Sauler trả lời thành thật, ông kể cho họ về những con lừa, nhưng lưu ý rằng Sauler không có chia sẻ mọi điều mà Samuel nói với ông. Sauler vẫn đang tự mình điều chỉnh tất cả những điều này và thời điểm vẫn chưa chín mùi. Chúng ta cũng cần học cách chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nghĩ rằng Chúa đang gọi bạn theo một hướng nào đó, đừng vội chia sẻ điều đó với người khác. Đừng đăng nó lên Facebook ngay lập tức, hãy dành thời gian của bạn. Hãy giữ nó ở chế độ riêng tư hãy để Chúa làm công việc của Ngài trước. Có một người đã gửi rất nhiều hồ sơ xin việc và thư xin việc, và Chúa thì đang đóng mọi cánh cửa hầu như thế. Rồi ông nói rằng cuối cùng tôi cảm thấy Chúa đang bảo tôi hãy chờ đợi bất cứ điều gì mà Ngài dành cho tôi. Vì vậy tôi đã ngừng gửi hồ sơ xin việc. Và rồi Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông trở lại phục vụ ở trong một hội thánh Plantation, là người tác giả viết cái bài này, nói về ba nguyên tắc lãnh đạo từ trong chương này đấy. Một phía rơi chương 5 câu 6 nói về điều này. Vậy hãy hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài có thể nâng bạn lên trong thời gian thích hợp. Đừng quá vội vàng, bước đầu tiên để Chúa thực hiện việc quảng bá, việc nâng bạn lên ấy, đó là hãy đợi đúng thời điểm của Chúa. Có thể là bài thi cho Sao lơ ấy, hãy đợi 7 ngày cho đến chừng ta đến. Tiên tri của Chúa nói như vậy. Phần B là chúng ta hãy tin cậy Đức Chúa Trời để Ngài mở những cánh cửa đúng, những cánh cửa phù hợp. Phần này chúng ta ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho bài học này. Con cầu nguyện xin ý cha được nên, xin danh cha được tôn thánh và xin nước cha được đến. Xin Chúa ngày soi sáng cho toàn bộ dân sự anh chị em của chúng con.